bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, chiếm trên 97% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, với quy mô nhỏ, tiềm lực tài chính, công nghệ hạn chế, năng lực pháp lý thấp, doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp bị ảnh hưởng chung bởi dịch bệnh COVID-19. Vậy, nhu cầu hỗ trợ pháp lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay như thế nào? Đâu là giải pháp để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực pháp lý, cũng như tiếp cận tốt hơn sự hỗ trợ từ phía nhà nước? Chương trình Kinh doanh và Pháp luật hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để giúp quý vị và các bạn cùng hiểu rõ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, xin chào ông Đậu Anh Tuấn ạ. Thưa ông, dưới góc độ tổ chức đại diện doanh nghiệp, ông có đánh giá như thế nào về nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay ạ? Phần lớn doanh nghiệp tư nhân Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ. Vốn có nguồn gốc từ các hộ kinh doanh rất là nhiều, tỷ lệ rất là cao, hay là những cá nhân kinh doanh, cho nên là cái am hiểu, trình độ cũng như kiến thức pháp luật còn có rất nhiều những cái điểm hạn chế. Chính vì vậy mà trong quá trình hoạt động thì họ cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc nắm bắt được kịp thời thông tin về pháp luật, chính sách. Chính vì vậy mà cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm vừa, nhỏ và siêu nhỏ, để am hiểu, thông thạo pháp luật, chính sách cũng là một yêu cầu rất là quan trọng. Bảo mỗi chủ doanh nghiệp mà phải am hiểu tất cả các lĩnh vực pháp luật, kể cả trong lĩnh vực mà mình kinh doanh, thì cũng thực sự khó. Tôi lấy ví dụ là trong lĩnh vực về đất đai, nhà ở, xây dựng thôi. Chắc chắn rất là hiếm chủ doanh nghiệp nào mà tỏ tường tất cả các quy định về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, nhà ở, quy hoạch đô thị như hiện nay. Bởi vì bản thân nhiều luật sư, nhiều chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực này cũng rất là hoa mắt khi nhìn thấy các hệ thống văn bản pháp luật. Hiện nay hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam có tình trạng xung đột, chồng chéo và trùng lặp. Chính vì vậy mà bảo doanh nghiệp phải như những chuyên gia pháp luật thì rất là khó. Vậy để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ pháp lý cũng như là nâng cao năng lực pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thì ông có đề xuất hay kiến nghị gì không ạ? Thời gian vừa rồi thì các cơ quan nhà nước khác nhau, từ trung ương cho đến các bộ ngành cho đến các địa phương, đã có nhiều chương trình để tăng cường cái nhận thức, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin pháp luật. Chúng tôi đánh giá rằng là đã đi được những bước tương đối dài, và cái nhận thức, trình độ, năng lực về pháp luật của doanh nghiệp và tư nhân Việt Nam cũng đã nâng lên rất là tốt. Tuy nhiên, so với khoảng cách với doanh nghiệp các nước, so với kỳ vọng và mong muốn của bản thân các doanh nghiệp thì vẫn còn rất là nhiều điều cần phải làm trong thời gian tới để cải thiện cái tình hình này, để phát triển cái năng lực về mặt pháp lý cho doanh nghiệp. Theo chúng tôi thì cần phải phát triển cái dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, trong đấy có cái dịch vụ tư vấn pháp luật, phổ biến pháp luật. Chính những chuyên gia trong từng lĩnh vực sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp rất là nhiều. Các doanh nghiệp nhỏ thì rất khó thuê những cái luật sư nổi tiếng hay những cái hãng luật nước ngoài như các doanh nghiệp lớn được. Chính vì vậy mà nhu cầu phát triển một cái thị trường dịch vụ pháp lý nó hiệu quả, nó năng động và nó phù hợp, thân thiện với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ là một yêu cầu rất quan trọng. Vâng, xin được cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, phần trao đổi cùng ông Đậu Anh Tuấn đã khép lại chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ, quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai.
Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới.